Là một kẻ đào tẩu, anh ta lại cố tình dẫn dụ sự truy đuổi. Nhìn thấy các chuyên gia đuổi theo, không chỉ cười lớn không ngừng, thậm chí còn lấy trộm điện thoại của người qua đường để cản đường họ. Nhanh gọi điện thoại cầu cứu đi. Điện thoại của tôi đâu rồi? Chỉ với hai người các anh còn muốn chặn chúng tôi sao? Các anh đi trước, tôi đoạn hậu. Hóa ra anh ta là kẻ đào tẩu giả trong chương trình trực tiếp truy bắt tội phạm, đồng thời hợp tác với đại lão đến Vân Biên điều tra vụ án bí ẩn về sự mất tích của đội quân đặc nhiệm. Vì vậy anh ta không chỉ trêu chọc các chuyên gia để tăng độ hot cho chương trình, mà còn muốn dụ dỗ các chuyên gia giúp anh ta phá án và bảo vệ an toàn. Đại lý, anh tôi đã lên tàu chưa? Lâm tổng, tôi đã lên tàu rồi. Vừa rồi tôi mượn điện thoại của đại lý, cũng mượn của anh ta một ít tiền, mua mấy chục tấm vé tàu. Không sao đâu, đồng chí Tô Thần, cứ thoải mái sử dụng. Lâm tổng thật là hào phóng. Chỉ cần anh có thể giúp tôi giải mã bí ẩn về sự mất tích của đội quân đặc nhiệm, tiền không phải là vấn đề. Tôi không có hứng thú với tiền bạc, mà lại rất quan tâm đến tổ chức đằng sau. Sau khi anh đến Vân Biên, tôi sẽ gửi địa chỉ gặp mặt cho anh. Vậy là đã thỏa thuận xong. Lâm Hải này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Một thương nhân, sao dám phái người chặn đường kẻ đào tẩu như tôi chứ? Hai ngày một đêm, chỉ có vé đứng thôi, chắc chắn lại là Tô Thần trêu chọc chúng ta. Xin chào quý khách, nhà hàng vẫn chưa mở cửa, chúng tôi đang thực thi nhiệm vụ. Thạch Dũng vội vàng giải thích với nhân viên một hồi. Xin lỗi đã làm phiền, tôi vừa liên lạc với bộ phận quản lý đường sắt, họ đã gửi ảnh đến. Chính là Tô Thần đã mua hết vé. Tô Thần cũng quá tàn nhẫn. Xin chào quý khách, nhà hàng vẫn chưa mở cửa, chúng tôi đang thực thi nhiệm vụ. Vương Diên Hưng lại giải thích lần nữa với nhân viên. Nhóm truy đuổi dần trở nên bực bội. Đến lượt tôi xuất hiện rồi. Hạt dưa, nước giải khát, bia, cháo bát bảo, mì tôm đây. Thưa quý khách, vẫn chưa đến giờ ăn. Các vị không thể ngồi ở đây. Vẫn không thoát khỏi câu nói này. Xin chào, chúng tôi đang thực thi nhiệm vụ. Chúng tôi đã giải thích với mấy đồng nghiệp của anh rồi. Vậy à, thật xin lỗi. Đây thường là nơi chúng tôi nghỉ ngơi. Chỉ mở cửa vào giờ ăn. Nhưng luôn có một số người kém văn hóa nán lại nhà hàng không chịu đi. Nên mới phải hỏi thêm một câu. Trần Tiểu Vân quan sát người bán hàng này, đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch. Anh chuyên bán đồ ăn vặt à? Doanh thu một ngày của chiếc xe đẩy này là bao nhiêu? Cái này tôi không tiện nói. Tôi chỉ là người làm thuê thôi. Nước khoáng bao nhiêu tiền? 4 đồng, đắt vậy. Còn câu co thì sao? 5 đồng. Mì tôm thì sao? 8 đồng, xúc xích 3 đồng. Nếu mua cùng với mì tôm thì có thể rẻ hơn 1 đồng. Tổng cộng 10 đồng. Trả lời thụ động sẽ không xóa bỏ nghi ngờ. Chỉ có chủ động tấn công mới có thể hoàn toàn xóa tan sự nghi ngờ của nhóm truy đuổi. Này anh bạn, anh có từng gặp người này chưa? Cái này thì khó nói lắm. Anh cho tôi 6 chai nước khoáng. Không lấy thêm 2 gói hạt dưa à? Vậy lấy 2 gói luôn, tổng cộng 46 đồng. Tặng các anh một cây xúc xích. Thế này thì có thể nói được rồi chứ. Anh có từng gặp người này chưa? Gặp rồi, gặp rồi. Ở đâu? Toa xe giường nằm mền số 6. Tôi không nhớ rõ là giường số 18 hay là giường số 12, nhưng chính là ở toa xe đó. Cảnh giới cao nhất của nói dối chính là xen lẫn sự thật vào lời nói dối. Thật giả lẫn lộn. Các anh cứ từ từ ăn. Tôi đi nghỉ trước đây. Tô Thần thật quá xấu xa. Chúng ta cứ xông thẳng đến toa số 6, bắt hắn luôn đi. Cô chắc là bắt được hắn sao? Nếu dễ bắt như vậy thì tôi và Trần Tiểu Vân còn xuất hiện ở đây làm gì? 36 kế hắn gần như dùng hết rồi, làm sao có thể ngoan ngoãn ở đó chờ bị bắt chứ? Vậy phải làm sao? Tôi có một cách này. Trần Tiểu Vân giỏi nhất là ẩn nấp. Cô ấy có kỹ thuật ngụy trang và nằm vùng cao siêu. Để cô ấy đến toa số 6 thăm dò trước. Vậy lớp ngụy trang của cô ấy có thể xé được bằng tay không? Ngụy trang không phải là vũ trang. Anh dùng sức thật, em là cả lớp da thật cũng bị anh xé rách mất. Chỉ tò mò thôi mà. Vậy cô định ngụy trang thành gì? Chẳng phải có sẵn công cụ và thân phận đây sao? Gì? Đạo cụ khó khăn là mới lừa được. Giờ các người lại muốn lấy đi để lừa tôi. Có thể đừng vô lý như vậy được không? Đến lúc sự việc bại lộ, các người lại đổ hết tội lên đầu tôi. Đồng chí, có thể thương lượng với anh một chuyện được không? Không được, thật sự không được đâu. Chuyện gì? Cô nói đi. Nhiệm vụ của chúng tôi cần mượn tạm chiếc xe đầy của anh được không? Không được, đây là công việc của tôi. Không thể đem ra đùa được. Câu cơ, hạt dưa, chúng tôi lấy hết. Không được, đồ trên xe chúng tôi bao hết. Thật sự không được. Đồng chí, đây là 500 đồng. Tôi thay mặt chính quyền cảm ơn anh. Đồ ăn vặt và xe đẩy cuối cùng đều sẽ trả lại anh. Bán bao nhiêu tính cho anh hết. Các anh tự đòi đấy nhé. Đừng trách tôi đấy. Vậy được rồi, cho các người mượn vậy. Còn nữa, tôi hy vọng trong thời gian này anh ở bên cạnh chúng tôi. Đồ đạc cho các người mượn. Đi bắt tôi mà tôi còn phải ở bên cạnh các người. Sao mà vô lý thế được. Điều này có tốt không? Có gì không tốt chứ. Lát nữa chúng tôi còn phải trả xe lại cho anh. Anh đi mất rồi lại phải đi tìm anh khắp nơi. Thêm cho anh 100 nữa. Là các người ép cho đấy nhé. Lát nữa đừng tự khóc vì ngu ngốc là được. Ai bảo chính quyền cần mà. Trần Tiểu Vân lấy ra túi đồ trang điểm nhanh chóng ngụy trang. Thế nào, cũng được chứ? Tô Thần trong lòng bất lực nhưng bề ngoài lại giả vờ ngây thơ. Thật là thần kỳ. Chứ sao? Đồ bán ra ngoài, nhớ quét mã cụ tờ trên xe nhé. Nhớ nhé. Tô Thần, anh cũng quá lừa đảo rồi đấy. Cho anh ta một ít hóa chất. Anh ta có thể cho nổ tung cả phòng điện. Cho anh ta một cái máy tính. Anh ta có thể bắt cóc con gái cục trưởng. Giờ cho anh ta một chiếc xe đồ ăn nhẹ. Anh ta có thể kiếm được 600 đồng từ tay đối thủ. Xin chào Lữ cục. Có chuyện gì vậy? Các anh đi quá vội vàng. Tôi chỉ quan tâm một chút về mọi người thôi. Cảm ơn sự quan tâm của Lữ cục. Tôi đã bật loa ngoài rồi. Mọi người đều đang nghe đây. Không cần bật, không có chuyện gì khác. Đó là tiếng cười của Cam Kỳ. Lữ cục, Bạch Tố thế nào rồi? Bạch Tố à, cô ấy thì không sao. Hai thằng nhóc kia bị đánh không nhẹ. Ông nói với Bạch Tố, chúng tôi sẽ sớm bắt được Tô Thần thôi. Tôi còn có việc. Tôi cúp máy trước đây. Tiếng cười đó, sao tôi nghe thấy mùi vị châm chọc nhỉ?
lưu cục bọn họ chắc chắn đang xem trực tiếp. Chúng ta đã làm gì khiến họ cười chứ? Tô Thần nhìn năm gương mặt ngớ ngẩn, đột ngột đứng dậy. Anh làm sao vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Mau chạy đi, đợi họ biết sự thật còn không đánh chết tôi. Không ổn, rất không ổn. Chúng ta đã làm chuyện ngu ngốc gì mà bị trực tiếp ra ngoài rồi? Có làm gì đâu, chỉ gặp mấy nhân viên phục vụ thôi, với cả chuẩn bị bắt Tô Thần. Mua mấy chai nước khoáng và hạt dưa này. Không đúng, đâu chỉ mấy chai nước khoáng này. Các anh chẳng phải đã bao trọn cả xe đồ ăn vặt của người ta rồi sao? Nói đến xe đồ ăn vặt, mọi người giật mình. Bốn nhân viên phục vụ, người thứ nhất và thứ hai có thể loại trừ. Lúc đó tàu vẫn chưa rời thành phố Bạch Kim. Có thông tin liên lạc với cục du lịch, họ không thể xem trực tiếp. Vậy chỉ còn lại anh chàng đồ ăn vặt vừa rồi thôi. Không thể nào. Lúc này lại truyền đến tiếng Trần Tiểu Vân tranh cãi với người khác. Xin chào, làm phiền anh xuất trình giấy tờ một chút. Tôi là đến thực tập, ngày đầu tiên đi làm. Vậy à, sao hôm nay lại có nhiều người đến thực tập thế? Cho dù anh có nói đến rách cả trời cũng vô dụng. Chiếc xe đẩy này là của tôi. Vừa rồi cũng có một thực tập sinh chủ động đến giúp tôi thay ca. Nó lại đi hai vòng rồi quay lại giao ca trả xe cho tôi. Kết quả đợi nửa ngày trời, người và xe đều biến mất. Nghe những lời này, mọi người lập tức lao thẳng đến nhà vệ sinh. Bên trong không một bóng người. Người vừa rồi của Nhiên chính là Tô Thần. Năm người đứng trước cửa nhà vệ sinh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mất mặt quá, thật sự quá mất mặt. Tôi vốn được gọi là ưng nhãn, vậy mà hôm nay lại bị đánh lừa. Anh xem kìa, ngay cả chai nước khoáng cũng đang cười nhạo tôi. Trước khi tàu đến ga, tôi nhất định phải bắt được Tô Thần. Đi kiểm tra camera giám sát. Cả đã cắn câu rồi, các anh kiểm tra camera giám sát, tôi mới có thể xem được camera. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view, hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.